Chào các bác nha. Đây hôm nay mình đi lại đi chợ Vẩu đây. Con đường hôm nọ mình chợ một chuyến này. Vừa bốc xong đây. Đầu đường đây nhá. Bắt đầu cua xuống thế này nhá. Cua mấy độ mới đến dưới khe đấy. Bây giờ là bắt đầu đi nhá.